Dòng họ tôi già nghèo, nghèo từ đời trước tới đời này mà. Mấy đời rồi bà? Rồi ông nội tôi biết là ông nội tôi ông nghèo. Ông nội, xong đến đời mình, xong đến đời cháu mình. Ừ, rồi tới. Con mình, cha cho tôi cháu mình. Thôi nghèo không. Không có người nghèo. Vậy là giống kiểu ba đời. Và là sắp hết nghèo rồi đấy bà. Sao hết rồi? Hết ba đời là hết nghèo đấy. Ừ, chết hết rồi đâu còn nữa nghèo. Người ta bảo là không ai nghèo ba họ, không ai khó ba đời á. À, giờ là hết nghèo rồi đó. Ừ. Chuẩn bị là hết nghèo rồi đó. Tôi chết rồi hết nghèo. Tôi mong ước nhiều đó hồi nào giờ vậy chứ không phải mới đây. À, có là mong ước từ xưa đến nay là chỉ làm sao có đủ cơm ăn ngày ba bữa thôi. Ăn cho cháu đồ tôi nó ăn nó có nó không có nhìn đói. À. Mong sao? Giờ để nhìn đói cho từ chết. Dạ. Hey, kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình đã có mặt tại ấp An Hương 1, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đó. Thì ở đây mình có được nghe mọi người kể về cái hoàn cảnh của bà Trắc. Bà năm nay 97 tuổi các bạn. Nhưng mà trước đây thì bà sống ở trong một cái lò gạch cũ cộng với người em. Nhưng mà do người em mới chết cho nên được cháu đón về cho ở ké ở trong nhà của người cháu. Bà tên là Phạm Thị Trắc, năm nay 97 tuổi, nhưng mà bà bị mù hai mắt các bạn. Thì trước đây là bà sống ở trong cái khu vực lò gạch này các bạn. Đây là đường vào trong nhà bà. Thì bà bị mù gần 40 năm nay, không thấy đường. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người vô để thăm bà cụ, xem cái cuộc sống của bà như thế nào. Nhưng mình biết thì bà 97 tuổi nhưng mà bị mù đến 40 năm thì mình không nghĩ là cuộc sống của bà vất vả đến cái mức nào. Đây là con đường đi vô nhà bà nha các bạn. Đây là cái khu vực của cái lò gạch mà ngày xưa là bà sống ở trong cái khu vực lò gạch này các bạn. Do một người em của bà do bị qua đời cho nên một mình bà mù lòa sống không được, cho nên là bà cháu mới dẫn về nhà để gọi là chăm sóc tạm thời. Nhưng mà do người cháu cũng chỉ đi làm lò gạch chứ kiếm được ngày mấy đồng để kiếm tiền để nuôi gia đình, nhưng mà giờ phải thêm bà nữa cho nên là cuộc sống cũng là rất chi là khó khăn. Thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người vô để đi thăm bà cụ. Bà sống nhờ trong nhà người cháu. Còn ngày ai ngủ đây bê chị? Thằng trai lớn em của thằng Hải. Dạ, dạ. Con chào bà. À, chào cậu ạ. Bà ăn cơm chưa bà? Dạ, ăn rồi là cậu ơi. Dạ, ăn cơm rồi cơ. Mới ăn rồi nãy đây. Dạ. Bà cho con hỏi thăm bà tên gì nhỉ? Dạ, tên Trắc. Bà tên Trắc? Phạm Thị Trắc. Phạm Thị Trắc. Dạ. Bà năm nay được nhiêu tuổi rồi? 97 tuổi rồi cậu. 97 tuổi rồi cơ? Dạ. Dạ. Thấy bà ốm quá. Dạ. Ăn bà ăn cơm có được không mà nhìn ốm như vậy bà? Ăn được, có khi nào nó sốt quá ăn ít một chút. Có khi nào ấy ăn cũng hơn chén. À, muốn ăn được hơn chén. Dạ. Mắt bà không nhìn thấy hả bà? Không thấy, ba mấy năm nay rồi cậu ơi. Ba mươi mấy năm rồi? Dạ. Hồi trước mới khởi ra làm người ta biểu lo chỉ vàng đi ta đưa anh thành phố chị hết à. Dạ. Đâu có chỉ vàng chị lo. Mà cái ngày nào ăn ngày nấy hết trơn. Dạ. Yeah. Vậy là ngày xưa người ta nói là chị được. Nhưng mà do không có tiền nên là không có chị đúng không bà? Ờ, chị yeah. Được mình không tiền. Dạ. Ráng chịu, còn như nhỏ em tôi á. Dạ. Yeah. Nó mổ cho ba lần mổ vậy, tới nó chết nó còn thấy đường á cậu. Dạ. Yeah. Còn tôi tiêu luôn. Như mắt bà bây giờ đi khám có trị được không bà? Không được, đi qua tới Cần Thơ rồi cũng không được. À. Vậy là có đi rồi nhưng mà bác sĩ nói là không có trị được hả? À, chừng lo được, mượn được tiền đi á thì lại tới bác sĩ nói trị hết được rồi. À, chắc là để lâu quá đúng không ạ? Nước nó bể rồi. À, ngày xưa nếu mà có tiền mà đi chữa thì khỏi cái thời gian đó là khỏi. À, nó làm tôi mấy năm nó mới đuôi luôn á cậu ơi. À, bữa trước là bà thấy mờ mờ đúng không?
Mấy năm trước thì còn thấy mà nhức rồi, nó nhức quá, nhức nhức qua cái nhức rồi coi hết thấy luôn. Dạ. Thế bà có chồng con gì không bà? Không có chồng con gì hết á cậu ơi. Không có chồng có con gì luôn. Rồi nào giờ ở với nhỏ em tôi. Yeah. Rồi nhỏ em tôi nó chết rồi. Giờ ở với mấy đứa cháu rồi nè. Dạ. Yeah. Với tôi còn thằng cháu mà em của thằng nãy đó. Dạ. Yeah. Nó đau sốt kinh phong gì đó, tê liệt gì đó, liệt cánh tay, còn có cánh tay. Rồi là bị giật kinh phong đúng không bà? Ừ. Vậy nó giờ nó cũng không bằng gì nữa, có thằng bạc. Ăn yeah. Rồi đi lượm giấy, lượm mũ rồi bán vậy kiếm tiền lúc đổ vậy. À, vậy là đi lượm giấy, lượm ve chai về kiếm tiền nuôi bà hả? À, nó lượm có khi nó mua mì rồi về nó ăn. Dạ. Yeah. Mua thuốc rồi về đốt cúng cho bà già nó. À, có nghĩa là ngày xưa bà ở cùng với một người chị, người em. À, nhưng mà người em chết rồi. Tôi, anh người em Út cũng thấy đó, chết mới chừng 2 năm nay đó. Dạ. Yeah. Còn anh rồi chết hết trơn rồi. Dạ, chết hết rồi. Giờ còn mình tôi á. À, có nghĩa là nhà bà ngày xưa là đông anh em lắm, nhưng mà chết hết rồi, còn dạ. Mình bà. Ngày xưa thì cũng có 5 người chứ không nhiêu. Dạ. Ba người anh trai. Dạ. Bà năm nay 97 tuổi. Dạ. Thế bà ốm quá bà. Dạ. Thế ngày xưa là bà sống ở đâu? Sống cũng ở tại đây à. Cũng tại đây luôn hả? Tại đây luôn, họ con... cha mẹ tôi còn sống cũng ở đây luôn. Dạ. Con nghe nói là bà ngày xưa sống trong cái lò gạch hả? Ở trong lò gạch thì lúc nào mình đi mượn lò gạch là sẽ sống trong lò gạch. Dạ. Còn cái nhà này thì cũng trong đất lò gạch. Dạ. Đều họ mua đất rồi nó hiến lại một công. Dạ. Cất hiến lại một công và cất 5 cái nhà thôi. Dạ. Nhà cháu tôi không cho không ai. Dạ. Thành ra tôi giờ cũng còn có làm nhà đấy chứ không có rồi chứ. Dạ dạ dạ. Đuổi vậy à. Là giờ sống là con cháu cho cái gì để ăn cái đó? Con cháu cho gì ăn ngay, cho gạo cũng lấy gạo, tiền cũng lấy tiền, đồ ăn cũng tiền, đồ ăn, cho gì ăn nấy. Vậy là cho gì ăn nấy? À. Dạ. Yeah. Lúc nào không có, cũng ăn nước mắm như thường. Ăn nước mắm rồi. Có thằng cháu này nó hư quá rồi, nó bệnh một tháng rồi, hết 20 ngày rồi. À, có là bệnh nhiều quá bà. Nó bệnh xương sống. Yeah. Nhức chân sống, nhức giò, nhức đầu, đủ thứ mà đi chích thuốc hoài, thấy cũng không hết. Nó chích về thấy môi, chịu đi mần cũng như không. Dạ, yeah, vậy là có nghĩa là chích thuốc về xong là đi mần xong lại bệnh tiếp. Không mần thì không có gạo ăn. Dạ. Yeah. Có khi nào bà nhìn đói chưa? Chưa, hồi mấy năm trước mà, nhìn đói tới giờ thì chưa, bớt quá, ăn không đầy đủ. Ăn nước mắm rồi chứ yeah. Cũng có ăn. Dạ. Yeah. Thế là không có thì ăn cơm với nước mắm. Dạ. Dạ. Do mình có gạo thôi, còn đồ ăn thì không cần thiết. Vậy là bà ngủ ngủ cái sạp này luôn à bà? Hả? Bà tối là bà ngủ ở sạp này luôn hả? Ừ. Thấy bà ốm quá, ngày xưa hồi còn trẻ bà cũng làm lò gạch luôn à cơ? Làm lò gạch tùm lum hết trơn thôi. Dạ. Có nghĩa là ngày xưa là hồi còn trẻ cái gì cũng làm? Cái gì cũng làm hết trơn, đi cấy cũng đi, cắt lúa cũng đi, mần lò gạch, anh nói anh, tiểu gì cũng đi hết trơn. Mần hơi thì ganh hết rồi. Dạ. Thế vậy mà giờ hai mắt lúc mà khoảng độ 50 tuổi là mắt bà bị mù. Dạ. Yeah. Lúc tôi sửa sang mù rồi, tôi còn đi nghe tiểu thôi cậu ơi. Yeah. Nghe tiểu bưng cục gạch này ra đá cục gạch kia, rũng hết trơn. Yeah. Không thấy đường á. Dạ. Ngày xưa mà có tiền mà chữa là giờ đâu có đến đâu. Dạ, có tiền thì không đuôi. Dạ. Ngày xưa vàng nó có rẻ có 200 mấy đúng không? Dạ, hồi xưa thì không có nhiều tiền quá. Mà mình, cái số tiền nó tuy nó nhỏ chứ mình nhiều. Dạ, với so với người ta thì nó nhỏ, nhưng so với mình là nó nhiều, cả một số tiền lớn. Bởi vậy lo không nổi. Cho nên là chịu mù 40 năm trời luôn. Dạ. Hồi trước đó lo cái ăn không chứ đâu lo gì bệnh hoạn đâu. Dạ. Bệnh nào chết thôi. Để làm sao đủ cái ăn để bỏ miếng no bụng là được. À. Không có con cái giờ phải dựa vào cháu. À. Cháu có gì thì ăn đấy. À. Khổ quá cậu ơi, nhiều khi tôi nói tôi giá cho tôi chết cho rồi. Sao khổ sao bà cháu tôi đừng có bận biểu nó nghèo nó mần không nổi không có ăn. Theo bận biểu nó khổ. À, ý là bà thấy con cháu nó cũng khổ, nó nghèo quá.
cho nên là thấy áy náy hả? À. Nhiều khi con cháu nó có hiếu vậy là cũng được bà, ví dụ có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Thì vậy đó hả? Nhiều khi nó lo có gì trong ngay rồi, một chừng nào nó nhịn đói tôi nhịn đói. Dạ. Nếu mà đói là đói cả nhà luôn đúng không? Dạ. Nó còn thằng hồi nãy nó mới về đó, thằng đó chưa que hết tay còn không tay á. Dạ dạ, có nghĩa là bị sốt bại liệt cho nên bị nó kinh phong. Bị liệt mất một tay. Ừ. Dạ. Nó đi bệnh viện một tháng chừng 20 lần vậy á. À đây đương ngồi vậy đánh chết ngã chết nhắc à. Dạ. Có kỳ nó chết vào chở một ngày một đêm nó chưa tỉnh. Dạ. Chưa biết gì hết. Nghĩa là giống như bị bất tỉnh đúng không? Thấy bà ngồi đây cũng nóng à. Nóng rồi. Xưa bà sống cùng với một người em. Có đứa em gái à. Em gái là có cái người con mà mới bị liệt tay đấy đúng không? Ừ. Dạ, cũng có một người con thôi. Người con đó với thằng lớn này nè. Dạ dạ. Là hai đứa đó. Dạ. Là tối bà ngủ trên cái sạp này. Ngủ sạp này với thằng già kia đó. Dạ dạ, hai bà cháu ngủ. Ừ. Chơi ngủ riêng nữa không chỗ ngủ. Mà nói là si gò que. Ừ. Kêu nó bằng si gò que thôi. Si gò que. Bà không có uy tín nè. Thấy bà ốm quá. Ừ. Bà ráng ăn nhiều vào cho nó khỏe bà. Ăn cả số ăn nhiều vậy thôi, ăn nhiều quá nó mệt lắm. À ăn nhiều quá nó mệt. Ừ. Bữa nào mà ăn canh rồi gì cái nó chan rồi nhóc cô ăn ráng tô cơm ăn rồi đi muốn ói ra không. Dạ dạ dạ. Thế bà có uống sữa uống nước không, uống cái gì không? Sữa rồi không có uống được rồi, tôi không có uống sữa được. Sao vậy? Hồi nhỏ nhỏ lớn giờ không có uống nữa. Mua sữa cho người già đó uống cho nó khỏe. Không có uống. Không uống hay là không có tiền uống? Không uống. Không uống hả? Không uống. Mày gói cơm cũng này kia cũng không có ăn nữa. Dạ dạ. Ăn mì chay. À vậy là bà ăn chay. Không có ăn chay, ăn mặn. Ăn mặn nhưng mà có nghĩa là mì là phải ăn mì chay. Ừ. Dạ. Chứ mà mua mì nhà trẻ giờ đang ăn cơm nè. À, có gói mì này thôi hả? Ừ, ăn bữa. Tao mua nhiều mà mua có gói vậy? Có được đồng nào mua đồng lấy. Giờ vào trong túi bà có đồng nào không? Không có đồng nào. Không có mì nào luôn hả? Không. Không có tiền mà mì đâu, tiền đâu bà mua mì đây? Ừ, ai cho, có ai mua. À, bà ở trong này nó hoang vắng này, đâu ai biết đâu mà cho. Có cho cháu rồi cho. À, cháu. Cháu. Dạ. Có đứa nhỏ cháu, nó ở trong kia, cháu kia một bà gì. Dạ. Nó cũng có cho rồi. Dạ. Ngày xưa hồi còn trẻ chắc là lo làm quá cho nên là không có lập gia đình đúng không bà? Ơi, làm dữ lắm rồi, hết nha. À, sớm mơ đi cấy, chiều đi in cũng có. Dạ. Chiều đi in, sáng đi cấy cũng có. À, cứ ngày làm mấy việc vậy? Làm không cho nghỉ mà còn không có ăn đủ á. Dạ. Có làm nhiều nhưng mà cũng không đủ ăn đúng không bà? Dạ. Mắt giờ là mắt bà bây giờ là không thấy gì hẳn luôn đúng không bà? Không thấy. Tối om luôn à? Đi đụng vô nhau nhét mấy lỗ đầu cái máu hoài. À có nghĩa là bà đi đâu mà bị té? Đi đây ra đó, ra sàn nước đó. À. Đi vô đó đi cầu. Dạ. Đi cứ đụng chảy máu quá làm thằng cháu tôi rồi đi chở bác sĩ vô ra máu tuôn. À. Bước từ ở trong đó đi ra tới ngày này đỏ đất hết luôn. À. Mày ví dụ bà có đi vệ sinh nọ kia đấy bà kêu cháu nó dẫn đi. Ừ. Chứ bà đi mà không thấy đường là nó bị té là nguy hiểm lắm. Cỡ này sao đi muốn té không rồi. Dạ, yếu dạ. Lắm. Đi vậy đi được, để tụt xuống ở vịnh vết đó. Đi làm vịnh ra tới thằng nước đó. Là bà tự đi luôn? Ừ, vịnh ra. Dạ. Vịnh ra chừng nào mình hụt tay mình mò nữa. Cứ lần lần theo cái bức tường mà đi thôi. Lần lần đi vậy thôi. Dạ, dạ. Chứ ở trước chân là chưa dám bước ra. Dạ, bà không dám ra đường trước luôn? Ra, không biết đường vô. Dạ. Ở khi ngồi cửa đứng dậy không biết đường vô. À, không thấy đường để đi vô nhà.
Nên tôi kêu mấy nhỏ đi dắt tao đi chứ ngã nào đi vô bay, ngã nào vô ngựa đâu bay. Chứ không nhất định đi nữa. Thế thì nếu mà không có ai ở nhà là mà đi ra lấy xong là không vào được nhà luôn. Ừ. Bốn mươi mấy năm trời không thấy cái gì hết. Khổ thật. Đúng là không thấy đường là khổ lắm. Khổ lắm rồi. Dạ. Ăn uống cũng khổ mà đi đứng cũng khổ. Dạ. Mắt mà nó chỉ bị hơi đau tí là đã thấy khó chịu rồi, đằng này là không thấy đường 40 năm trời. Ừ. Đầu đuôn con à. Cái này đầu từng tháng à, tháng ra làm đuôn con nữa. Dạ. Phải nó bị cả hai con luôn. Dạ. Con tưởng là nó chưa bể chứ nó bể chưa bể còn giúp bà đi mổ mắt được. Dạ. Nhưng mà giờ này nó bể bị... rồi, giờ đâu chữa được đâu. Này bác sĩ ở Cần Thơ nói bể cườm, cườm nước mà bể cườm rồi. Dạ. Ngư nó chết rồi. Dạ. Này giờ nếu mà có chữa chắc phải thay mắt luôn đấy. Mà thay mắt thì chi phí cao. Cũng như phải có người hiến mắt thì mới thay được. Dạ. Đấy là con đoán vậy thôi. Dạ cả rồi, làm chi nữa coi. Dạ dạ. Đâu có mấy lần hơi nữa. Dạ. Ông bà còn khỏe lắm. Khỏe vậy chứ. Năm nay yếu nhiều rồi coi. Năm nay yếu nhiều rồi con. Yếu nhiều rồi. Tôi biết chứ tôi đi đứng là tôi run qua bãi. Tôi đi chỗ nào không có vịnh là tôi run, tôi đi không được đó. À. Có vịnh đi mới được. Dạ. Còn thằng cháu đi mầm thì ôi bệnh hoạn hoài. Nó đi mầm xong đâu có ở nhà. Bữa dạ. Nào bệnh hoạn nó mới có ở nhà. Dạ. Mà là bình thường là ở nhà, bà ở nhà có một mình đó đúng không? Ở dưới nhỏ xì gà que đó. À, nhưng mà anh nó đi lượm ve chai cái đồ thì... Ừ, lượm ve chai có nhỏ nhỏ con gái đó. Dạ. Nó thấy vậy nó cũng không đi mầm phụ cha mẹ nó ở nhà. Em coi chừng coi đổi tôi. À, ý là cũng phải có người ở nhà để coi bà chứ đúng không? Ừ, còn thằng kia nó đi tối ngày đi qua đi lượm giấy, lượm mũ mà đâu có ở nhà. Cũng phải đi lượm đồ, cái mà bán được đồng nào ăn đồng đó. Dạ. Ở tới thành phố rồi hả? Dạ vâng ạ. Xa dữ. Con đi từ sáng giờ con mới xuống đến đây. Rồi đi tới dưới huyện rồi hả? Dạ dạ. Không có đi nữa rồi. Bà cụ đang bà cụ 97 tuổi đấy bác, 45 đi ngủ. Vậy đó. Vậy vậy. Vậy là bà cứ lần là bà đi theo tường vách và đi vậy. Lần đi vậy đó. Lần lần đó. Thế mình bà ngồi đây cho nó mát này bà. Đây bà đi đây con dẫn. Đây đây tí nó có người dẫn vô bà vô ngồi ở đây cho nó mát, ngồi trong nhà nó hơi nóng. Ra đây ngồi để cho hóng gió bà. Ngồi ngồi cũng hầm à. Dạ. Cứ ngồi trong nhà nó hầm quá. Tối ngày ngồi đó xong, chừng nào đi uống nước rồi gì mấy tụt xuống đi. À, có ngày lúc nào đi vệ sinh này đi uống nước là bà tụt xuống là bà đi. Ừ, đi dịnh như vậy đó, đi được. Dạ, nói con cháu nó để cái nước lên trên giường cho bà, ví dụ như bà uống mà lấy bà uống. Có, cũng có ở gần đó. Dạ, dạ. Bây giờ không thấy đường đi nó hơi khó khăn này, phải để những thứ nào chỗ nào mình nhớ là lần sau mình lấy được. Này nó nằm ngay trong cái khu vực lò gạch. Yeah. Khu lò gạch chứ cũng không phải đất lò gạch. Dạ, yeah, yeah. Nhà của tôi ở là đất của tôi chứ không phải khu lò gạch. Yeah. Lò gạch thì vòng vòng ngoài đó. Dạ dạ dạ. Vậy là từ cái thời ông bà cha mẹ là ở đây đúng không bà? Yeah. Khu đất của tôi giờ cất 5 cái nhà. Dạ. Yeah. Ngày xưa chắc bà làm dữ lắm rồi. Dạ, đúng rồi, cực dữ lắm. Mấy chị em tôi cực, người đứa nào cũng cực hết trơn. Dạ. Năm chị em mà giờ mất hết rồi, còn mấy mình bà. Mất hết rồi, mất hết hai em gái, người dạ. Anh trai.
hai người anh trai. Dạ. Còn tôi sao sống sót ở đây không biết. Thấy bà nó còn khỏe. Bà phải ăn nhiều vào, ăn nhiều ngủ nhiều mới khỏe được. Có đêm tôi thức suốt đêm rồi. Thức suốt đêm luôn đó cơ. Thức suốt đêm. Ngủ không được luôn. Cái gì ngủ không được chứ. Có đêm cái nửa đêm thức rồi. À. Cái nửa đêm thức đó, nhiều ạ. À, chắc là lớn tuổi cho nên là khó ngủ đúng không ạ? À. Ngày bà có được ăn thịt ăn cá đầy đủ không? Thịt cá lâu lâu nó có tiền mới mua chứ không có tiền đâu đâu có mua. Ăn vậy bây giờ bà có thèm ăn cái gì không? Thôi không ước thèm cái gì hết trơn cậu ơi. Không, ý là giờ con giờ có con ở đây này, con hỏi bà có thèm cái gì không, con mua cho bà ăn. Thôi giờ không thèm gì trơn cậu. Không thèm gì hả? Dạ. Bà thèm gì bà cứ nói thì con mua được cái gì con mua. Thôi thèm những có cơm ăn cho no ruột thôi. À, ý là chỉ mong sao có cơm ăn ba bữa là được rồi đúng không bà? Dạ. Dạ. Hả, có đồ ăn ăn nhiều một chút, không đồ ăn ăn ít một chút. Dạ, ý là có đồ ăn thì mình ăn thêm miếng. Ừ. Nếu không có thì mình ăn ít ít lại. Nhà tôi cứ ăn hột vịt luộc, ăn với nước mắm đó là thường cho cứ thấy. À, có nghĩa là ngày nào cũng ăn cơm mới cứ hấp trứng lên xong bắt đầu là dầm chén mắm với cơm, cơm ăn vậy đó, ăn vậy đó. Là hầu như là ăn vậy luôn rồi cơ. Ăn vậy sao có sức khỏe được. Trời ơi, tôi đầu tôi rồi. Rồi. Dạ. Bà có cái nguyện vọng gì không? Hả? Bà có nguyện vọng gì không? Không. Nghĩa là bà có muốn cái gì không á? Không, không có. Xem con có giúp được bà cái gì không? Khi nào nó làm như sốt thì mua thuốc liều quả mấy tiệm bán đó. Dạ. Mua uống. Có khi nào sốt mà không có tiền mua thuốc không? Cũng có. Cũng có cũng, luôn. Cũng có. Không có chừng nửa tháng cái nó hết. À. Có khi chừng nửa tháng nó làm không. Vậy là không có tiền nó bắt đầu là chịu nằm ở nhà chịu vậy thôi. Ừ. Chừng nửa tháng có khi nó hết. Có khi nửa tháng nó làm không tới nữa. Dạ. Sốt ốm mà không có tiền mua thuốc nữa. Ừ. Cái gì cũng khổ. Lúc nào cháu nó có tiền thì nó mua cho ăn lần uống, hai lần uống vậy thôi. Mua lần vậy thôi hả? Dạ. Chứ không có tiền. Dạ. Ủa bà có tiền trợ cấp người già không bà? Có bà ơi. Dạ. Được 500 mấy đúng không? 500 mấy. Dạ. Giờ bà để dành được đồng nào chưa? Cấp rồi. Rồi lãnh về thì vài bữa hết trơn. Mua gạo. À. Mua này kia chầu cao tôi ăn nữa. Dạ dạ. Bà còn chầu cao để ăn không? Để trong chỗ tôi ngồi nãy á. Vậy là lãnh được tiền 500 mấy về là nhiều, phải đông đông gạo. À. Phụ giúp phụ cho cháu nó có phụ. Gạo nó nấu cơm cho mình ăn. Ừ, nó lo không nổi. Phụ có phụ nó chứ để vậy mình xài đâu được. Dạ dạ. Thương con cháu nhỉ. thấy con cháu không có gạo có nước ăn là vẫn phải đi. Tôi ít con cháu, ít cháu là cậu. Tùy gì tùy cháu, mấy chục đứa. Dạ. Cháu kêu bằng cô, bà cô. Dạ. À, này kia nhất. Cháu kêu bà dì. Dì thì ít. Dạ. Bây giờ có nhỏ em gái kia. Nó có con ít con. Cháu kêu bằng cô, bà cô rồi nhóc hết trơn. Mười mấy, hai chục đứa. Có nghĩa là cũng nhiều cháu lắm đúng không? Nè mà cháu kêu bằng bà cô thôi, không trông thôi. Không có cho chú các bạc nào. Thế là cháu xa rồi. Nè. Cháu ruột hoặc là cháu gần gần tí thì nó lâu lâu nó cho được đồng với ăn quà ăn bánh. Nè. Chứ giờ mà không có... Con cháu giờ nó cũng nghèo quá, chả biết cháu sao. Con cháu kinh nghèo không? Dạ. Dòng họ tôi già nghèo, nghèo từ đời trước tới đời này mà. Mấy đời rồi bà? Rồi ông nội tôi biết là ông nội tôi ông nghèo. Ông nội, xong đến đời mình, xong đến đời cháu mình. Ừ, rồi tới. Con mình, cha cho tôi cháu mình. Thôi nghèo không? Không có người nào khác. Vậy là giống kiểu ba đời. Bà là sắp hết nghèo rồi đấy bà. Sao hết rồi? Hết ba đời là hết nghèo đấy. Ừ, chết hết rồi đâu còn nữa nghèo. Người ta bảo là không ai nghèo ba họ, không ai khó ba đời á. Dạ. Giờ là hết nghèo rồi đó. Ừ. Chuẩn bị là hết nghèo rồi đó. Tôi chết nữa hết nghèo. Bà còn khỏe lắm.
À, con tặng bà cái máy nghe Phật này, bà nghe kinh Phật này. Bà biết cái máy này không? Đây bà cầm thử này. À, cái máy này này. Bà biết cái nút này này, cái nút trên đây này. Đó, cái nút trên này. Cũng đâu biết xài. Đây bà kéo xuống, kéo xuống, kéo nó xuống. Kéo vậy. Dạ đúng rồi, bà cứ lăn. Kéo mạnh xuống. Kéo rồi. Kéo mạnh là nó hát mạnh. Bà lăn mạnh xuống. Tặng bà cái máy tối bà mở bà nghe ha. Đấy, lúc nào bà không nghe đó bà kéo lên. Dạ. Như là vô chứ gì. Dạ đúng rồi, nó giống ra là bà mở lại thử xem được mà. Rồi lúc nào không bà không nghe nó thì bà kéo đẩy nó lên. Bà đẩy mạnh nó lên nó kêu tạch một cái là được. Đó đúng rồi đúng rồi. Tối em để mùng bắt nghe. Dạ đúng rồi, bà để tối trong trong mùng nghe cho dễ ngủ. Ừ. Dạ. Dạ bà có mong muốn gì không bà? Bà nói con nghe coi. Con mong muốn gì nữa giờ? Bà mong muốn cái gì, ví như đồ ăn thức uống hay là muốn mua cái gì đó, đó. Con mua giúp cho bà. Con giúp được bà cái gì con giúp? Giờ nếu có cơm gạo ăn thì tốt rồi. Có cơm gạo ăn là tốt rồi. Chỉ cần mong sao đủ ngày ba bữa thôi đúng không bạn? À, tôi mong ước nhiều đó hồi nào giờ vậy chứ không phải mới đây. À, có là mong ước từ xưa đến nay là chỉ làm sao có đủ cơm ăn ngày ba bữa thôi. Đặng cho cháu đồ tôi nó ăn nó không có nhìn đói. À, mong sao? Giờ để nhìn đói cho từ chết. Dạ, yeah. Mong sao có cơm có gạo cho con cháu nó ăn no bữa cơm này đúng không? À. Có nhiều người. Thôi hôm nay là con ghé con thăm bà. Con để con trích cho ít tiền con biếu cho bà để bà lấy tiền mua gạo ha. Con biếu tiền cho bà thì bà gửi cho cháu á, nó mua gạo, mua thóc hay mua thịt, mua cá về tối cho bà ăn ha. Mua cho cả nhà ăn ha. Con trích của chị Phong ở Củ Chi ra 1 triệu, biếu cho bà là 1 triệu. Dạ, cộng với mấy con trích thêm của chị Quỳnh Hoa Nguyễn 1 triệu nữa là 2 triệu, con biếu bà 2 triệu. Dạ, biếu bà 2 triệu lấy tiền mua thịt, mua cá ăn còn dư để bà để dành mà mua thuốc nha. Vậy cảm ơn cậu quá. Dạ, dạ. Cái này là tiền của các cô gửi biếu cho bà chứ không phải của con đâu. Dạ, của chị Quỳnh Hoa Nguyễn mấy cái chị Phong ở Củ Chi. Nhà cậu mấy có chứ không mấy cô đó cũng đâu biết rồi về. Dạ, dạ. Bà giữ tiền được không? Được. Giữ được đúng không? Dạ. Tại con giờ con không có tiền lẻ, con chỉ có tiền chẵn thôi. Dạ. Là con biếu bà 2 triệu ha. Cái bà 2 triệu bà mua tối nay mua thịt, mua cá mới mua gạo ha. Ừ. Đây là một tờ này bà. Tờ này tờ 500 ha. Ừ. Đấy một tờ này, hai tờ này. Hai tờ này. Dạ đúng rồi, hai tờ lấy là 1 triệu. Đây đây tờ nữa này bà. Ba tờ này. Đây tờ nữa này bà, là 4 tờ này, là 2 triệu. Ừ. Con biếu bà để bà mua thịt này, yeah. Mua gạo này, yeah. Mua thuốc nha. Yeah. Bà có muốn ăn trầu thì bà mua, bà nhờ con cháu nó đi mua cho bà ăn ha. Yeah. Cảm ơn mấy cậu. Dạ. Yeah. Giá và giúp đỡ dùm cho cái nghèo xứng đáng lắm. Cảm ơn dữ lắm. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Nếu mà có dịp nào đó thì con lại xuống con thăm bà tiếp nha. Yeah. Bà giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Yeah. Nay mẹ kêu cháu nó đi mua thịt về cho bà ăn. Ừ. Bà thích ăn gì bà cứ kêu cháu nó đi mua cho. Ừ. Bà cứ ăn đi xong là hôm sau nếu xuống hết con xuống con biếu tiếp nha. À, cậu đi xuống sớm nha, cậu trễ quá xuống chừng không còn tôi. Chỉ là xuống sớm không lâu mày bà mất à. Ừ, không, bà nó còn khỏe lắm. Mất. Con thấy bà nó còn khỏe mà. Hôm Tết bữa mùng 1 tôi tính chết rồi cậu. À, sao vậy bà? Như không đưa ngồi mà thằng nước cái không nó mệt chán dán tôi. Dạ dạ. Cái tôi đi vô giống mặt quá. Dạ. Gán đi vô nằm cái mặt ối. Dạ. Cái mắt đi cầu cái thằng này nó đi về bên vợ nó đâu á nhà. Dạ. Muốn biểu thằng nhỏ ở nhà điện cho kêu nó về. Dạ. Rồi sao tôi nằm hồi cái nó khỏe đỡ
Yeah. Tính chết bữa đó. Có nghĩa là té ở ngoài bồn nước luôn hả? Dạ. Yeah. Bà đi đâu bà kêu cháu nó dẫn bà đi ha? Ơi, tôi té một lần, tôi rửa vợ, tôi té, tôi về bể nát cái sao luôn. À. Té nằm luôn. Dạ, dạ, dạ. Thôi đến chiều nay bà mua, mua thích mua gì bà kêu con cháu nó mua cho bà ăn nha. Dạ. Yeah. Mua gạo này, mua thịt này, mua cá này. Yeah. Rồi mua thuốc này, mua trầu này. Yeah. Bà thích ăn gì bà cứ mua đi. Rồi yeah. Nếu mà còn xuống nữa thì còn biếu nữa nha. Yeah. Đừng nói tiết kiệm nha. Yeah. Thôi con đi về đây. Rồi dạ. Nếu mà có dịp nào con lại ghé thăm bà nữa ha. Dạ, vậy đội ơn cậu quá nha. Dạ dạ. Thì hôm nay mình ghé thăm bà cụ các bạn. Bà năm nay 97 tuổi. Nhưng mà 40 năm bà bị gọi là không thấy đường nữa, bị mù á. Tội lắm. Sống để dựa vào con cháu thì cũng ai cũng nghèo, cũng phải lo cuộc sống, cũng phải lo cho gia đình. Có gì ăn lấy. Mình nghe bà nói là cứ ăn nước mắm biết à. Cái nước mắm với hột vịt đúng không bà? Ừ, nước mắm hột vịt chồng. Hầu như là như vậy. Mà từ cái thời của bà đến giờ bà chỉ mong sao chỉ có đủ gạo ăn, đủ cơm ăn ngày ba bữa thôi. Anh cầm nhiều đó. Còn quá nhiều người khổ các bạn. Thôi thì hôm nay mình xuống thăm bà thì cũng tạm thời biếu cho bà ít tiền để bà có tiền mua thịt, mua cá cũng như mua mua gạo để ăn. Cho nó no cái bụng là được rồi. Bà chỉ mong ước các bạn. Rồi còn có dịp sau thì mình sẽ xuống sau. Bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc cái video đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái phần tiếp theo của mình nha.